Dù có những dấu hiệu tích cực khả quan từ Triều Tiên, song triển vọng đàm phán Mỹ-Triều vẫn còn xa. Do vậy, Washington cần tỉnh táo và hành động thực tế. Nhận định này được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra hôm 8 tháng 3 tại Ethiopia trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi. Theo ông Tillerson, Hàn Quốc đang cung cấp thông tin đầy đủ cho Mỹ về các cuộc thảo luận với Triều Tiên và Washington cũng có động thái tương tự. Ông nhấn mạnh Mỹ hiện cần sự tỉnh táo và thực tế. Bước đi đầu tiên là đối thoại, chứ không phải đàm phán và cần phải có đối thoại nhiều hơn. Ngoài ra, Ngoại trưởng Tillerson cũng cho biết không rõ liệu đã đủ các điều kiện để tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên hay chưa. Cùng ngày, các nguồn tin ngoại giao cho biết Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng ba bên tại thủ đô Washington dự kiến vào ngày 16 tháng 3 nhằm thảo luận về những thỏa thuận gần đây giữa hai miền Triều Tiên. Nguồn tin nhận định cuộc họp này là nhằm mục đích cảnh báo Hàn Quốc về những quan ngại của hai nước còn lại đối với đề nghị của Bình Nhưỡng dành cho chính quyền Tổng thống Moon Jae-in có thể làm giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đang áp đặt với Triều Tiên. Theo một quan chức chính phủ Mỹ, cuộc gặp ba bên này sẽ cho phép ba nước thống nhất chính sách Triều Tiên sau khi nắm được thông tin nội dung đàm phán liên triều từ các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc.